vàng của nó là màu vàng rất là nhẹ nhàng nhá. Mọi người đừng nhầm lẫn với cái màu vàng màu cam của Trung Quốc. Cây này em đang bán với giá là cây này em đang bán là một với giá là 150k một cây, em ship từ 10 cây mọi người nhá. 129 bác đang xem like, các bác xem like các bác thả tim thả like cho em đi. 129 bác. Cái hàng này thì em bán từ 10 cây. Bán từ 10 cây là giá là 150k một cây, em ship từ 10 cây giá 150k một cây nhá. Ai quan tâm, ai mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Ai quan tâm, ai mua hàng thì qua Zalo giúp em. Số điện thoại của em là 0969 162 214. Giá là chỉ có 150k một cây thôi nhá. 150k một cây, em ship từ 10 cây. Cao cây sẽ từ 70 đến 80 nhá. Cao cây nhà em nhận tặng sẽ là 70 đến 80, cây cao cây giao cho mọi người sẽ đặt chiều cao là 70 đến 80 nhá. Bác nào mua hàng thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214 ạ. Em tiếp tục em quay sang cái mặt hàng khác nhá. Mặt hàng khác là hoa mẫu đơn cổ Văn Chấn nhá các bạn nhá. Mẫu đơn cổ Văn Chấn ạ. Em cảm ơn anh hoangbac.com đã chia sẻ video like của em ạ. Em quay cho mọi người đây là cây mẫu đơn cổ Văn Chấn nhá mọi người nhá. Mẫu đơn cổ Văn Chấn ạ. Đúng rồi. Hoa vào hoa mộc ta của mình mà hoa màu vàng rất nhẹ nhàng, nó không phải màu vàng ửng. Nó không phải màu vàng ửng nhá mọi người nhá. Màu vàng rất là nhẹ nhàng này, màu vàng rất là nhẹ nhàng đây mọi người nhìn này. Vàng rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy. Mộc ta hoa vàng như màu vàng lông gà lông vịt, màu vàng rất là nhẹ nhàng. Màu vàng rất là nhẹ nhàng đấy mọi người nhìn, màu nó màu vàng này, em quay sát bông hoa cho mọi người xem. Nó là màu vàng rất là nhẹ nhàng chứ nó không phải màu vàng ửng đấy nhá các bạn nhá. Bạn 7296 bạn nói đúng rồi đấy, sao từ đây bạn comment là mộc ta là hoa trắng. Màu vàng rất là nhẹ nhàng nhá. Mộc hương ta hoa vàng màu nhẹ nhàng này. Còn bây giờ em chuyển sang dòng sản phẩm tiếp theo. Giá em bán là 150k một cây. Hàng này em đang bán là 150k một cây, em ship từ 10 cây nhá các bạn nhá. Hàng này em bán là 150k một cây, em ship từ 10 cây ạ. 150k một cây, ship từ 10 cây. Đấy, mày bảo mày chưa? Nó bắn tiền cho đi không đánh lấy hộ đâu. Nó vứt ở cái cây xăng này. Nó hẹn vứt ở cây xăng này, nó đánh tiền ạ. Tôm gì? Lúc hôm kia gửi ấy. Kìa. Lạng Sơn đấy á? Ừ. Chưa hàng khách chưa lấy hàng. Nhưng mà cái xe nó hạ giận mà để cái xăng. Để nó cho nó lấy sau. Khách vẫn chưa ra lấy. Khách là nó lấy rồi nhưng mà cái thằng xe này nó chưa lấy tiền. À, chưa lấy tiền, chưa lấy. Khách cái thằng nó giận cái thằng nhà xe này này vứt ở cây xăng cho nó. Nhưng mà nó chưa đưa tiền cho nhà xe. À, rồi rồi rồi. Mày bảo nó gửi bắn ra đi thì thôi, không phải lấy nữa. Rồi rồi. 2 triệu đấy. Tiếp tục nhé mọi người nhá. Cây này cây mẫu đơn ta, mẫu đơn cổ Văn Chấn này. Cây này cây mẫu đơn cổ Văn Chấn này mọi người này. Cây này cây mẫu đơn cổ Văn Chấn nhé các bạn nhá. Chờ em nát em tắt livestream lên, nát em phát lại cái này sau. Để mình phân biệt lại cái mộc hương cho nhiều bạn nhé. Nhiều bạn nó kiến thức của các bạn rất là mù mờ luôn. Mộc hương chuẩn đó là phải là mộc hương hoa vàng nhưng nó không phải là màu vàng ửng. Mà màu vàng của nó là màu vàng rất là nhẹ nhàng thế này. Mình quay sát gần bông hoa cho mọi người biết. Nó hoa mộc hương, nó là mộc hương ta hoa vàng. Màu vàng của nó rất là nhẹ nhàng chứ không phải màu vàng ửng nhé các bạn nhá. Mộc hương ta hoa vàng nhá. Vàng rất là nhẹ nhàng. Đấy, đây chính là mộc chuẩn. Mộc hương ta hoa vàng, mộc này thì hoa nó rất là thơm. Mộc này thì hoa nó rất là thơm nha các bạn nhá. Em ở Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên nha các bác nhá. Em ở Thọ Bình, Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên. Ai mua hàng thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969 162 214. Em chuẩn bị em tắt livestream nhá, bởi vì em còn phải đóng hàng cho khách bây giờ cơ. Em đưa đơn cho ông xe ôm thì em đóng hàng cho khách cơ. Mẹ ạ.